Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi đã quay trở lại việc sẽ đánh giá và có một số cái cảm nhận và trải nghiệm một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Patek Philippe, thương hiệu đồng hồ mà được rất nhiều người ao ước được sở hữu. Và chiếc đồng hồ này phải nói là một trong số những chiếc đồng hồ tôi thấy ấn tượng nhất trong khoảng 2 năm trở lại đây. Và chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ gì và chiếc đồng hồ này có điểm gì ấn tượng? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này quý vị khán giả nhé. Trước khi đánh giá với chiếc đồng hồ này thì phải chia sẻ từ quý vị khán giả là đây là một chiếc đồng hồ được giới thiệu tại Bezel World năm 2019 và chúng tôi rất may mắn là một trong số những người được chiêm ngưỡng tận mắt chiếc đồng hồ này ngay từ khi chiếc đồng hồ mới được ra mắt. Tuy nhiên là thời điểm đó là thời điểm mà chúng ta relaunch một số cái phiên bản mà bán rất chạy của Patek, có thể kể đến là chiếc 5905 vàng hồng chocolate mà bán rất nhiều trong khoảng 2 năm trở lại đây và có mức giá tăng đáng kể ngay từ khi mà ra mắt. Cái thời điểm mà mới ra mắt, một phần là bởi vì chiếc đồng hồ này nó là vỏ thép và nó ở trong bộ sưu tập Calatrava, cũng như là về ngoại hình thực tế mà nói là không phải là được vừa mắt số đông, phải khẳng định với cả quý vị khán giả điều là như thế. Vậy nên sau 2 năm thì chúng tôi mới có cái cơ hội để đem nó về tới Việt Nam. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi cầm chiếc đồng hồ này lên đó là một cái cảm giác rất là nhẹ. Bởi vì sao? Bởi vì đa phần Calatrava hay là những chiếc đồng hồ có cái ngoại hình tương tự như chiếc đồng hồ này, có thể kể đến phiên bản 5320 của Patek lịch vạn niên, cầm lên rất là chắc chắn, thì cầm lên chiếc 5212 này phải nói là cảm giác là nó hơi hụt hẫng về cái trọng lượng của nó. Tuy nhiên không sao cả, thì chúng ta hãy cùng nhìn đến cái độ hoàn thiện của chiếc đồng hồ này. Cái ấn tượng về cái lớp vỏ của chiếc đồng hồ này thì chúng ta có thể thấy được đây là một chiếc đồng hồ với một thiết kế về cái tay càng xếp lớp. Nó làm cho chiếc đồng hồ, cái phần tay càng khó chế tác hơn là cái tay càng cong ôm vát đánh bóng thông thường rất là nhiều. Cái dáng tay càng này nhìn nó rất là tinh tế. Và chiếc đồng hồ này thì được hoàn thiện hoàn toàn bằng phương pháp đánh bóng. Tôi thấy là cái phương pháp đánh bóng này khá phù hợp với chiếc Calatrava 5212. Nó tăng cái tính cổ điển cho một chiếc đồng hồ dress watch. Đáy của chiếc đồng hồ này, đây như quý vị đang chiêm ngưỡng, hoàn toàn là được đánh bóng và không có một cái ký hiệu gì cả. Đó. Và đáy của chiếc đồng hồ này, đương nhiên rồi, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một cỗ máy tương đối đẹp từ Patek. Đấy là về ngoại hình của chiếc đồng hồ. Sau đây thì chúng ta hãy cùng điểm qua một chút về mặt số của chiếc đồng hồ này. Mặt số của chiếc đồng hồ này thì có rất nhiều người có một cái quan điểm khá là giống tôi khi tôi chia sẻ với một số anh em về cái chiếc đồng hồ này. Đó chính là mặt số của chiếc đồng hồ khá giống với cả cái la bàn phong thủy, hay còn chúng ta gọi là la kinh ấy. Thì cái bố cục nó khá là giống với cái mặt số của chiếc Patek 5212 Calatrava này. Đó. Và chức năng của chiếc đồng hồ này thì chúng ta có thể thấy được nó là một chức năng từ trước đến nay chưa từng có. Patek đây là lần đầu tiên giới thiệu cái chức năng này, đó là lịch tuần, chức năng lịch tuần. Một điểm chúng ta không thể bỏ qua, đấy chính là cái phông chữ được sử dụng trên chiếc đồng hồ này. Nó là phông chữ viết tay. Tức là có những cái chiến dịch truyền thông của Patek, người cha viết thư cho người con ấy, thì họ sử dụng cái phông chữ đó để đưa lên trên cái mặt số của chiếc đồng hồ này. Nó không giống như những cái chiếc đồng hồ khác của hãng ấy, là họ sẽ dùng phông chữ là phông chữ in hay phông chữ máy tính ấy. Thì với chiếc đồng hồ này là chúng ta có thể nói là họ sử dụng một phông chữ hoàn toàn khác, phông chữ viết tay. Cái cảm giác của tôi khi nhìn cái phông chữ của chiếc đồng hồ này thì phải nói là nó rất là thú vị. Bởi vì sao? Bởi vì nó đem đến một cái sự gần gũi. Nó đem đến một sự gần gũi, nó không phải là những gì nó mang tính chất là dập khuôn, máy móc, mà nó có một cái gì đấy rất là tình. Đó, đấy là cái cảm nhận của tôi khi tôi nhìn thấy mặt số của chiếc đồng hồ này gần. Rất là nhiều người sẽ có một cái thắc mắc, đó chính là lịch tuần nó có thực sự hữu ích hay không. Thì quan điểm của tôi là như thế này, lịch tuần ấy, thì như người Việt Nam của chúng ta thì ít khi sử dụng lịch tuần, trừ những người làm nông hay là những bác mà xem cái lịch tuần để thu hoạch một cái vụ mùa gì đấy thì người ta sẽ quan tâm đến tuần nhiều hơn là những người đi làm công sở hay là những người làm những cái công việc bình thường khác. Thì cái lịch tuần này theo như tôi tìm hiểu thì thường được sử dụng ở nước Đức hay là ở một số cái ngành đặc thù, nhưng nó không được quá phổ biến. Tuy nhiên là nếu như mà đưa lịch tuần này vào thì chúng ta sẽ có được một cái hiển thị mặt số như tôi vừa mới nói, nó khá là chi chít, nhiều chữ. Chiếc đồng hồ này thực tế mà nói là tôi có một cái cảm giác, đó chính là nó sẽ dành cho những người thích sưu tầm hơn. Đó, bởi vì cái chiếc đồng hồ này nó hội tụ rất là nhiều yếu tố của Patek.
dành cho những nhà sưu tầm, đó chính là vỏ bằng thép này và một cái thiết kế nó mới lần đầu tiên được xuất hiện kiểu như vậy. Kim của chiếc đồng hồ này là kim dáng dolphin. Chúng ta sẽ có ô lịch ngày ở góc 3 giờ và thì dáng button của cái cọc số này thì cũng được Patek làm hoàn thiện rất là tỉ mỉ. Cái điểm mà tôi rất ấn tượng với mặt số chiếc đồng hồ này thì có hai điểm, đấy chính là nét chữ và các cái đầu kim đỏ. Đó. Ok. Và có một điểm thú vị về cái thiết kế của chiếc đồng hồ này, và nó ảnh hưởng đến cả cái số reference của cái model đồng hồ này, đó chính là chiếc đồng hồ được lấy cảm hứng từ một model có mã hiệu là 2512 gạch A, và chiếc đồng hồ đó thì có lớp vỏ bằng vàng, và chiếc đồng hồ đó đã từng được bán, được đấu giá ở Sotheby's năm 2012 và có mức giá nhỉnh hơn 1 triệu USD. Chiếc đồng hồ này thì như chúng ta đã thấy là hãng chỉ có thay đổi cái số đi một chút thôi, 2512 thì bây giờ chuyển thành 5212, thì chúng ta sẽ thấy được cái DNA của chiếc đồng hồ 2512 đã được Patek họ truyền tải từ cái model này. Tuy nhiên là họ đã làm mới renew bằng cách là thêm một cái chức năng, đó là cái chức năng lịch tuần. Tuy nhiên là phải nói là nó khá ấn tượng về cái thẩm mỹ, khá ấn tượng về thẩm mỹ. Với những nhà sưu tầm mà thích cái gì nó phức tạp một chút thì cái lịch tuần này có thể là sẽ đem lại cho họ một cái cảm giác khá là thú vị, như tôi chẳng hạn. Đó, còn về tính hữu dụng thì công việc này của tôi thì tôi không cần xem lịch tuần lắm. Về cỗ máy của chiếc đồng hồ này thì sao? Hãng giới thiệu đây là một cỗ máy mới, tuy nhiên là tôi phát hiện ra đây gọi là một phiên bản nâng cấp của cỗ máy rất phổ thông của Patek, đó chính là cái cỗ máy 324. Cỗ máy này thì mang cái mã hiệu là 26330SCGSI. Với cỗ máy 26330 này thì có 304 chi tiết, 50 chân kính này, và chúng ta vẫn sẽ thấy được bánh xe cân bằng Miromax và dây tóc Spiromax. Rotor của chiếc đồng hồ này thì được vẫn được làm bằng vàng. Về cỗ máy chiếc đồng hồ này, mặc dù là hãng giới thiệu đây là một cỗ máy mới, nhưng tôi không có quá nhiều cảm xúc về cỗ máy đồng hồ này, chiếc đồng hồ này. Đó, còn rõ ràng quan điểm là như vậy. Ok, về giá của chiếc đồng hồ này, giá retail cho chiếc đồng hồ này nó là khoảng 35.000 USD. Tuy nhiên là cái mức giá giao dịch ở ngoài thị trường nó dao động khoảng tầm 1,5 tỷ đến 1,6 tỷ. Đó, thì chúng ta có thể thấy được là cái mức chênh nó khá là lớn so với cái giá retail price, nó chênh khoảng tầm 60-80% đấy. Ok, đây là một cái phần mà tôi yêu thích nhất, đó chính là ướm thử lên tay chiếc đồng hồ này. Cổ tay tôi là cổ tay dạng tròn, thì chúng ta có thể thấy được đây, chiếc đồng hồ lên trên cổ tay tôi nó phải nói là rất đẹp, phải nói là rất đẹp, với dáng tay càng nó vừa khít ở trên cái cổ tay của mình. Cái dáng góc nhìn nghiêng này thì tôi thấy rất là thích, bởi vì nó đem lại cho tôi một cái cảm giác giống như là đeo trên tay chiếc 5320. Nó rất là tinh tế, phải nói là đúng từ tinh tế. Đó là cái cảm nhận của tôi về chiếc đồng hồ 5212 này. Thì quý vị khán giả có suy nghĩ như thế nào về một chiếc đồng hồ Calatrava Dress Watch vỏ bằng thép với chức năng lịch tuần niên? Thì quý vị có suy nghĩ như thế nào? Đây có phải là một khoản đầu tư cho thế hệ mai sau hay không? Thì chúng ta hãy cùng comment ở phía dưới video này quý vị khán giả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.